Trong mỗi cuộc chiến tranh hiện đại, lực lượng chiến đấu không thể vận hành độc lập. Phía sau mỗi phi vụ của một chiếc tiêm kích tàng hình là cả một hệ thống hậu cần tinh vi, chính xác, và ở trung tâm của hệ thống đó là những máy bay tiếp dầu chiến thuật như KC-130G. Được phát triển từ khung thân vững chắc và đa nhiệm của dòng máy bay vận tải C-130 Hawkwind huyền thoại, KC-130G là phiên bản tối ưu cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, không chỉ để kéo dài tầm bay, mà còn để duy trì khả năng hiện diện chiến đấu trên không trong thời gian dài. Đây không chỉ là một chiếc máy bay hỗ trợ, đây là bình oxy cho toàn bộ không quân tiền tuyến. Hôm nay Mintech Click sẽ đưa cho bạn cái nhìn toàn diện về KC-130G và để hiểu tại sao nó lại quan trọng như vậy trong chiến lược quân sự. Trong quá khứ, tầm bay của một chiếc chiến đấu cơ bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu mà nó có thể mang theo. Một chiếc ép gạch A-18 Super Hornet hoặc F-35B tàng hình, dù sở hữu công nghệ tối tân, vẫn không thể tự vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách xa nếu không được tiếp nhiên liệu giữa không trung. Thực tế chiến trường ngày nay, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đang thay đổi luật chơi. Với hàng nghìn dặm biển giữa các đảo, các căn cứ tiền phương bị đe dọa bởi tên lửa tầm xa và các đường băng bị hạn chế, thì khả năng tấn công từ xa, vượt qua tầm với của đối phương, chính là chìa khóa để tồn tại và chiến thắng. KC-130G chính là cầu nối giữa giới hạn và tự do tác chiến. Nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không, những chiếc chiến đấu cơ có thể cất cánh với đầy đủ vũ khí mà không cần mang quá nhiều nhiên liệu. Sau đó, chỉ vài phút sau khi rời khỏi đường băng, chúng tiếp cận KC-130G, nhận tiếp nhiên liệu và sẵn sàng bay sâu vào lãnh thổ đối phương. Hãy hình dung một phi đội F-35B xuất phát từ tàu đổ bộ tấn công ở khoảng cách hơn 1.000 km tính từ mục tiêu, điều từng là bất khả thi nếu không có máy bay tiếp dầu. Nhưng với sự yểm trợ của KC-130G, mỗi tiêm kích đều có thể tiến sâu, duy trì thời gian tuần tra kéo dài và thậm chí quay trở lại mà không cần hạ cánh. Trên thực địa, KC-130G hoạt động như một trạm tiếp nhiên liệu di động, liên tục thay đổi vị trí, cơ động giữa các điểm tiếp cận, sử dụng chính ưu thế hoạt động tại các đường băng ngắn để duy trì mạng lưới tiếp dầu linh hoạt trong toàn bộ khu vực. Đây là nền tảng của chiến lược gọi là Expeditionary Advanced Base Operations, EABO, tức là triển khai lực lượng tại các đảo nhỏ, khu vực xa bờ, và từ đó tạo ra các điểm tấn công nhanh, chi phí thấp nhưng có thể kiểm soát không phận khu vực. Nhưng để chiến lược đó hoạt động, cần tiếp dầu trên không. Và chỉ KC-130G có khả năng tiếp cận, tồn tại và tác chiến hiệu quả trong môi trường đó. Đô đốc Nancy Lacor, tư lệnh Hải quân dự bị Hoa Kỳ, từng nói, chúng tôi đã tính toán, nếu thay thế toàn bộ máy bay tiếp dầu đời cũ bằng KC-130G, tầm với tiếp dầu chiến thuật trong khu vực Thái Bình Dương sẽ tăng lên 8 lần. Và năng lực hỗ trợ tấn công, đặc biệt với các đơn vị tiêm kích hoạt động từ đảo xa, sẽ thay đổi hoàn toàn. Trong một cuộc xung đột quy mô lớn, nơi các căn cứ mặt đất dễ bị đánh phủ đầu và các tàu sân bay không thể áp sát bờ, thì chính KC-130G sẽ là mắt xích nối giữa căn cứ hậu phương và chiến đấu cơ tiền tuyến. Một lực lượng yểm trợ âm thầm, nhưng quyết định cục diện trận chiến. KC-130G có thể mang theo tới 60.000 bao nhiên liệu trong các thùng cánh và thùng bên ngoài. Nếu nhiệm vụ yêu cầu, máy bay có thể được trang bị thêm một thùng nhiên liệu trong khoang hàng, loại thùng nhôm 3.600 gallon, giúp tăng thêm hơn 11.000 kg nhiên liệu để tiếp tế cho các chiến đấu cơ, trực thăng hoặc UAV trong khu vực tác chiến. Hệ thống tiếp dầu PROME NGROM chuẩn NATO cho phép KC-130G đồng thời tiếp nhiên liệu cho hai máy bay cùng lúc với tốc độ mỗi vòi lên đến 300 gallon mỗi phút. Dù là tiêm kích hạm ép gạch A-18E Super Hornet, trực thăng CH-53E hay UAV MQ-9 Reaper, tất cả đều có thể nối vào dòng tiếp nhiên liệu giữa không trung do KC-130G cung cấp. Nhưng sức mạnh của KC-130G không chỉ nằm ở khả năng mang nhiên liệu, nó nằm ở khả năng phối hợp nhiệm vụ đa tầng. Với chế độ hoạt động đặc biệt mang tên Hotel Mode, máy bay có thể giữ động cơ hoạt động nhưng giảm tốc độ quay cánh quạt xuống mức tối thiểu, giúp tiếp nhiên liệu mặt đất cho các phương tiện khác mà không gây nguy hiểm do luồng gió động cơ. Ở trạng thái đó, KC-130G hoạt động như một trạm xăng tiền phương bay động, cho phép các đơn vị mặt đất nạp nhiên liệu nhanh chóng ngay tại sân bay dã chiến mà không cần hệ thống hậu cần phức tạp. Tất cả các thao tác vận hành, từ cánh quạt 6 lá Downy R391 cho đến hệ thống bơm nhiên liệu áp suất cao, đều được điều khiển tự động và hiển thị qua buồng lái số hóa hiện đại. Tổ lái KC-130G thường bao gồm 2 phi công và 1 kỹ thuật viên tiếp dầu, có thể thực hiện toàn bộ nhiệm vụ với độ chính xác cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường đe dọa cao. Một chiếc máy bay tiếp dầu không thể chỉ là một xe bồn bay, nó phải là một cỗ máy kỹ thuật chính xác, có thể vận hành độc lập, chống chịu được hỏa lực phòng không hiện đại và sống sót trong môi trường bị đối phương kiểm soát không phận. KC-130G không chỉ đạt được những yêu cầu đó mà còn vượt xa chuẩn mực hiện tại. Hệ thống động cơ của KC-130G là 4 động cơ Rolls-Royce AE 2100D3
mỗi chiếc sản sinh hơn 4.700 mã lực, đủ để vận hành các nhiệm vụ tiếp dầu, cất hạ cánh tại các đường băng ngắn và duy trì ổn định trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nhưng điểm nổi bật hơn chính là hệ thống cánh quạt 6 lá Downy R391, cấu trúc module, vận hành bằng điện tử, giảm tiếng ồn, giảm rung và giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn các hệ thống cánh truyền thống. Không chỉ mạnh, KC-130G còn thông minh. Tổ lái được hỗ trợ bởi buồng lái số hóa Glass Cockpit tích hợp màn hình LCD đa chức năng, hiển thị mọi thông số chuyến bay, hệ thống nạp nhiên liệu, radar thời tiết và dữ liệu tình báo tác chiến. Tổ lái gồm 2 phi công và 1 kỹ thuật viên điều hành tiếp nhiên liệu, có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống mà không cần đội ngũ lớn đi kèm. Một trong những cải tiến chiến lược chính là hệ thống Large Aircraft In-Frame Countermeasure đang được tích hợp lên toàn bộ đội bay KC-130G của Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ. Đây là một hệ thống chống tên lửa tầm nhìn hồng ngoại tiên tiến với radar cảnh báo mối đe dọa, cảm biến quang học và thiết bị laser gây nhiễu làm lệch hướng tên lửa khi bị tấn công. Không giống các máy bay vận tải dân sự hay phiên bản cũ, KC-130G được thiết kế để vào và ra khỏi vùng nguy hiểm, tiếp cận sát chiến tuyến, tiếp dầu hoặc tiếp tế cho các đơn vị ở sát tiền phương và sau đó rút lui an toàn. Công nghệ chống tên lửa không chỉ bảo vệ máy bay mà còn đảm bảo nguồn nhiên liệu quý giá không bị phá hủy giữa không trung. Thậm chí khi tiếp dầu cho trực thăng hoặc UAV ở độ cao thấp, KC-130G vẫn có thể vận hành trong chế độ bay chậm mà không ảnh hưởng đến tính ổn định. Hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số và cánh quạt điện tử giúp giữ độ cao và tốc độ chính xác đến từng nút, đảm bảo vòi tiếp nhiên liệu giữ được ổn định khi gắn vào ống tiếp nhận của máy bay Nhật. Tất cả công nghệ này, từ hệ thống cánh quạt R391 cho đến LAIRCM, không chỉ được tích hợp để giúp máy bay sống sót, chúng giúp tổ bay KC-130G duy trì nhiệm vụ đến cùng, kể cả trong môi trường có nguy cơ bị đánh chặn cao. Đây là điều tối quan trọng trong các chiến dịch hiện đại, nơi mỗi giọt nhiên liệu trên không đều có thể quyết định thành bại của cả phi vụ. Sẽ là sai lầm nếu xem KC-130G đơn thuần là một máy bay tiếp dầu, bởi trong thực tế, nó là một công cụ đa nhiệm toàn chiến trường, có khả năng tiếp nhiên liệu, tiếp tế, vận tải, sơ tán y tế, thậm chí tham gia chiến đấu bằng hỏa lực hỗ trợ mặt đất. Với khả năng vận chuyển hơn 19.000 kg hàng hóa hoặc 92 binh sĩ, KC-130G đóng vai trò như một cầu nối hậu cần giữa hậu phương và chiến tuyến. Khi cần, nó có thể thả dù hàng tiếp tế, đưa tổ chiến đấu đến điểm nóng hoặc sơ tán người bị thương trong điều kiện khẩn cấp, ngay cả tại những đường băng dã chiến, đầy rẫy nguy cơ tấn công. Nhưng khả năng đa nhiệm của KC-130G không dừng ở đó. Với gói nâng cấp đặc biệt có tên Harvest Hack, viết tắt của Hedwig Airborne Weapons Kit, máy bay có thể được trang bị tên lửa AGM-114 Hellfire, hệ thống ngắm quang điện tử MX-20 và trạm điều khiển vũ khí từ xa. Điều này biến KC-130G thành một cỗ máy hỗ trợ hỏa lực tầm xa, có khả năng yểm trợ cho bộ binh đang giao tranh bên dưới. Trong các chiến dịch bất đối xứng hoặc chống nổi dậy, việc sở hữu một nền tảng bay có thể vừa tiếp tế, vừa yểm trợ hỏa lực, vừa chỉ thị mục tiêu cho UAV, mang lại cho chỉ huy chiến trường một công cụ linh hoạt chưa từng có. Tất nhiên, để đảm đương nhiều vai trò như vậy, KC-130G phải có khả năng sống sót cao. Đây chính là lý do vì sao máy bay này được thiết kế với khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn, thiết bị tự bảo vệ chủ động và cấu trúc khung thân chịu được hư hỏng ở mức độ vừa phải mà vẫn tiếp tục bay. Khi hoạt động tại các tiền đồn xa xôi, nơi hệ thống phòng không đồng minh chưa được thiết lập đầy đủ, hoặc khi tác chiến trong môi trường bị áp chế bởi tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, một máy bay tiếp dầu thông thường sẽ là mục tiêu dễ bị triệt hạ. Nhưng KC-130G không phải máy bay thông thường. Với khả năng cơ động tốc độ cao, vận hành phi chuẩn và thiết bị cảnh báo mối đe dọa hiện đại, KC-130G có thể tự tạo hành lang sống sót trong vùng trời bị đối phương kiểm soát. Nó có thể tiếp nhiên liệu tại khu vực rìa chiến trường, nơi các tiêm kích tàng hình như F-35B nhanh chóng tiếp cận, nhận tiếp nhiên liệu, rồi xuyên phá tuyến phòng không đối phương. Và nếu cần, chính KC-130G cũng có thể hoạt động như một nút giao chiến thuật, nơi kết nối UAV, trực thăng và máy bay chiến đấu, giúp thiết lập lại trật tự hậu cần giữa không trung trong tình huống hệ thống chỉ huy bị gián đoạn. Đây không còn là thời đại của chiến đấu tuyến tính, nơi hậu cần và hỏa lực được tách rời. Trong mô hình chiến tranh phi tuyến, đa điểm và phân tán, KC-130G chính là một nền tảng tích hợp nhiệm vụ, kết hợp hậu cần, yểm trợ và sinh tồn thành một cỗ máy tác chiến bay động. Nếu có một khu vực trên thế giới mà khái niệm tầm với chiến đấu sẽ định hình toàn bộ cục diện chiến tranh, thì đó là Thái Bình Dương. Hãy nhìn bản đồ, khoảng cách giữa Guam và Đài Loan là hơn 2.500 km, từ Okinawa đến các dạng san hô ở Biển Đông là hơn 1.600 km. Trong khi đó, tên lửa chống hạm tầm xa của đối phương có thể tấn công từ khoảng cách gấp đôi. Trong trận địa như vậy, máy bay chiến đấu dù tối tân đến đâu, nếu không được tiếp nhiên liệu, cũng chỉ là những cánh chim cụt đường bay. Và đó là nơi KC-130G trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi.
nó không trực tiếp chiến đấu, nó không bắn tên lửa, nhưng nó giữ cho các chiến đấu cơ tiếp tục bay, tiếp tục chiến đấu và tiếp tục thống trị không phận. Trong chiến lược, nơi các lực lượng Mỹ được phân tán về các đảo nhỏ, hoạt động từ các sân bay dã chiến khó tiếp cận, KC-130G là đường sinh mệnh hậu cần. Nó có thể đáp xuống những đường băng chưa đầy 1.000 mét, tiếp tế nhiên liệu, đạn dược, binh sĩ, rồi rời đi trước khi tên lửa đối phương kịp xác định tọa độ. Khi máy bay tàng hình như F-35B cất cánh từ tàu đổ bộ hoặc căn cứ đảo xa với đầy bom, chúng không thể mang đủ nhiên liệu để bay đến mục tiêu, tấn công, rồi quay về. KC-130G là lời giải. Một trạm xoang bay đúng nghĩa, hoạt động giữa vùng không phận hỗn loạn, giữ cho nhịp tấn công không bao giờ bị gián đoạn. Trong một tương lai không xa, nơi các siêu cường cạnh tranh không chỉ bằng vũ khí hạt nhân mà bằng khả năng duy trì chiến đấu dài ngày, thì những cỗ máy như KC-130G hoạt động trong âm thầm sẽ là lực lượng giấu mặt nhưng không thể thay thế. Bởi vì trên chiến trường của thế kỷ 21, ai kiểm soát được hậu cần, người đó kiểm soát được thời gian. Ai làm chủ được thời gian sẽ làm chủ cuộc chiến. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện của công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.